bạn gái Hồ Quang Hiếu phản ứng ra sao khi bất ngờ bị hỏi chuyện riêng tư? Tuệ Như không ngần ngại chia sẻ mình là vợ sắp cưới của Hồ Quang Hiếu. Kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm, cuộc sống của Hồ Quang Hiếu và bạn gái được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Trên mạng TikTok đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc bạn gái Hồ Quang Hiếu đi cắt quát. Người đẹp diện chiếc váy màu đen body khéo leo khoe ba vòng chuẩn chỉnh. Với chiều cao ấn tượng, Tuệ Như chiếm trọn spotlight trên sàn diễn. Trong lúc cắt quát, người đẹp bất ngờ bị hỏi, em là bạn gái của Hồ Quang Hiếu à? Ngay lập tức, không ngần ngại Tuệ Như đáp, Hồ Quang Hiếu là chồng sắp cưới của em. Ban giám khảo hỏi tiếp, vậy em lấy chồng xong em có theo đuổi sự nghiệp tiếp không? Anh thấy lần trước em đi cát quát năng lượng hơn. Lần này có bạn trai rồi thấy em đi hơi hiền lại. Bạn gái Hồ Quang Hiếu thoải mái tiết lộ, em nghĩ em vẫn sẽ tiếp tục. Đâu phải mình có chồng rồi mình sẽ không làm điều mình thích nữa. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Hôm 16 tháng 4, Hồ Quang Hiếu bất ngờ công khai bạn gái Tuệ Như sinh năm 2000. Quê Cà Mau, người mẫu tự do. Ngày 24 tháng 4, giọng ca Con Bướm Xuân cầu hôn lãng mạn bạn gái bằng nhẫn kim cương. Ca sĩ gọi bạn gái yêu 3 tháng là vợ. Lên kế hoạch có con trước, kết hôn sau. Chuẩn bị làm vợ, làm mẹ ở tuổi 23, Tuệ Như nói cô khá sốc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Theo Tuệ Như, chuyện tình giữa cô và Hồ Quang Hiếu là do duyên số. Cô nói từng tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bản thân chưa rung động trước bất cứ ai. Song khi tiếp xúc với ca sĩ quê Đắk Lắk, cô muốn gắn kết vì cảm nhận ở anh sự hiền lành và thật thà. Vừa qua, Hồ Quang Hiếu vừa có chuyến đi hưởng tuần trăng mật cực lãng mạn với bạn gái hot girl kém 17 tuổi.